Xin chào các bạn đã tới với loạt bài hướng dẫn sử dụng phần mềm FrostPass, một phần mềm làm ngoại cảnh về cây cối cũng như bố trí sỏi đá các thứ rất là hay và mình muốn chia sẻ với các bạn. Bài đầu tiên này thì mình sẽ chia sẻ một điều rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần làm theo một vài thao tác, mình muốn tối giản hóa tất cả các thao tác để các bạn có thể làm chủ được nhanh nhất cái phần mềm này. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu các bạn về biểu tượng công cụ ở đây. Bạn thấy ở đây chúng ta có biểu tượng forest pack này, forest LOD thì đó, mình không giỏi tiếng Anh lắm. Ở đây setting, còn đây là bảng chúng ta lọc các đối tượng chúng ta sử dụng. Nói chung phần công cụ thì cũng rất nhiều nhưng chúng ta cứ từ từ khám phá dần thôi. Các bạn có thể tải file thực hành ở ngay dưới video này về chúng ta cùng nhau thực hành. Còn bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề chính. Ở đây trước khi các bạn có ý định bố trí cỏ cây khu vực nào đó thì trước tiên các bạn phải có một cái map xanh bên dưới. Các bạn có thể vẽ tấm blend cùng màu để khi chúng ta bố trí cỏ cây lên thì chúng ta sẽ không bị quá đối chọi với cái màu nền so với cỏ cây. Nếu như màu xám quá thì chắc chắn nó sẽ không đẹp rồi. Ở phần mềm FrostPack này nó có nhận bề mặt và nhận các định dạng đường line, rectangle thì mình ở đây có bề mặt này, có đường line và rectangle này luôn. Còn các bạn khi model thì chú ý sao cho chuẩn. Ví dụ như mình định bố trí ở cái ô này thì vẽ các đối tượng này tiếp giáp vừa tới thôi. Còn khi các bạn mà vẽ những cái mặt bằng tấm plane này nó ăn lấn vào bên trong này, cái phần bê tông này, thì khi chúng ta trồng cỏ thì chắc chắn là cỏ sẽ mọc từ bê tông mọc lên. Và điều này không ai muốn cả. Mình cũng vậy, vì vậy mình hướng dẫn các bạn nên vẽ thật chính xác trước khi chúng ta bố trí cây cỏ vào đây. Bây giờ vào mục tiêu chính của bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng thư viện của FrostPack. Bây giờ mình muốn bố trí một rừng hay là một cái mảng cỏ ở phần này thì chúng ta làm như sau. Các bạn bấm vào biểu tượng Forest. Khi bấm vào thì chúng ta đã chọn phần Forest Pro này. Các bạn có thể pick trực tiếp vào bề mặt này hoặc pick vào đường line này. Còn các bạn muốn pick chuẩn hơn thì tôi qua mặt bằng tôi pick. Ở đây tôi sẽ pick vào phần đường line này các bạn này. Tôi bấm vào này. Bấm cái một thôi thì nó sẽ hiện ngay cho chúng ta. Ok, mình đã pick xong đường line và đối tượng chúng ta đã hiển thị dưới dạng những cái điểm point thế này. Mình đang chọn đối tượng. Chúng ta có thể qua phần modify. Ở đây đang chọn forest thì các bạn. Các bạn không cần quan tâm gì đến những bảng này. Bài đầu tiên mình quan tâm đến library, tức là phần thư viện của forest. Mình bấm vào. Ở đây chúng ta có rất nhiều các thư viện, từ thư viện cây 2D này đến thư viện cây 3D này, nó cũng khá nhiều. Mình nghĩ rằng cũng đủ để chúng ta sử dụng. Có gạch đá. Các bạn có thể sổ hết các thư viện này ra coi thử. Rồi có những model free. Đây là chúng ta có những preset, những dạng thiết lập có sẵn như rải sỏi, rải cỏ, rồi lá cây. Nó có phần này gọi là phần thêm. Ở phần phiên bản 5.2 này có thêm phần thảm khá hay, đá này. Bây giờ mình muốn sử dụng một mảng cỏ trong thư viện vào đây thì mình sử dụng thế nào? Thì chúng ta vào phần cỏ đi, kéo xuống. Các bạn thích loại cỏ nào thì mình chọn và lấy vào thôi. Đây mình thích loại lư thưa này đây, các bạn import. Sẽ có một vài cái bảng hiện ra, các bạn cứ ok hoặc yes thì chúng ta sẽ import vào phần này. Bạn chờ chút. Ok, đã hiển thị rồi. Bây giờ mình có thể tiến hành render thử các bạn thấy. Mình chuột phải lấy lại khung render này. Chúng ta bấm render. Để xem đối tượng chúng ta hiển thị thế nào. Sẽ rất nhanh thôi. Vậy là các bạn thấy không? Thật là đơn giản. Chúng ta bố trí vào là chỉ cần một click bấm chuột render. Vậy là cỏ cây đã hiển thị rất là nhanh. Và chúng ta gần như không phải làm gì cả. Còn nếu như cách bố trí thông thường thì các bạn thấy rằng cỏ cây chúng ta bố trí vào khá nặng và nó không được tối ưu hóa. Phần mềm này, hay nói chính xác hơn, plugin này sẽ giúp chúng ta tối giản hóa các bước và cũng sẽ có những cái mảng cỏ xanh đẹp làm ngoại cảnh rất tốt.
Còn bây giờ các bạn thấy rằng cỏ của chúng ta có thể là khá dày hay khá mỏng thì chúng ta sẽ có thể tiến hành chỉnh sau. Nào, trong quá trình mà các bạn thấy cỏ này chưa hợp, mình có thể bấm vào library, chúng ta lại chọn mẫu cỏ khác đi. Cỏ này chẳng hạn này, mình import tiếp vào. Ok, à, hiển thị cỏ khác rồi. Bây giờ mình khoanh vùng render cho nhanh, bấm render. Thì render thì cỏ sẽ cập nhật thôi, chúng ta sẽ có một dạng cỏ khác. Rồi, cũng khá đồng đều. Các bạn thấy thật dễ phải không? Thôi mình chọn lại loại cỏ cũ đi, để hướng dẫn các bạn cách chỉnh và xử lý mấy cỏ này sao cho nó đẹp mắt hơn. Ok, cỏ cũ đã vào rồi. Các bạn sẽ thấy cỏ này có vẻ hơi thấp. Hơi thấp thì mình có thể kéo xuống. Ở đây chúng ta có phần Global Scale, mình có thể tăng kích thước lên. Giả sử 100, mình có thể tăng khoảng 150 chẳng hạn. Bạn thấy rằng biểu tượng cỏ đã cao hơn này, hay là 200 này. Cách này là nhanh nhất. Đó, mình cũng tiến hành render tiếp. Các bạn thấy sự thay đổi. Bạn thấy đã cao hơn chưa? Ở đây Global Scale chính là chúng ta sẽ scale cục bộ. Các bạn hãy coi tất cả thảm cỏ này là một đối tượng. Nó sẽ kéo các đối tượng này phóng lớn lên. Và khoảng cách giữa các đối tượng thì gần như là giữ nguyên, nó không đổi nhiều. Tức là các đối tượng của chúng ta sẽ được phóng đồng bộ. Còn ở trên này các bạn thấy rằng chúng ta có phần scale. Scale này scale từng đối tượng. Nếu như mình sử dụng cái scale này thì các bạn có thể sử dụng scale các đối tượng đơn lẻ được, có thể một vài cây thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn giả sử như bây giờ mình cho đối tượng này về 100 như cũ nha. Mình render lại, sau đó mình sẽ so sánh các bạn phân biệt giữa hai cái scale này và nên dùng scale nào nhất. Bạn thấy bây giờ mình còn có thể thấy các hoa và cây cỏ xen lẫn. Mình sử dụng scale này, gọi là mình gọi scale item đây. Một scale là tu phóng từng cái cây một, mình cho khoảng 300 đi. Enter này. Bạn thấy nó dày rít rồi. Khi render các bạn có thể là sẽ mất bông hoa này. Có thể toàn cỏ thôi. Tức là phần scale này sẽ scale từng đối tượng một. Và nó sẽ làm cho chúng ta dày rít, mất đi cái sự đồng bộ. Nó không như scale global này. Vì vậy khi các bạn mới sử dụng thì mình khuyên các bạn nên sử dụng cái scale global, mình cho 100 và sử dụng lại chú này 300 và render lại. Các bạn chỉ cần quan tâm tới thư viện các bạn sử dụng cây gì hay mảng cỏ nào. Điều quan tâm thứ hai là bố trí ở đâu và thứ ba là sử dụng scale này cho hợp lý nhất. Cao quá trời rồi. Chúng ta sẽ cho giảm xuống còn 200 thôi. Ok. Chúng ta test lại xem đã ok chưa. Đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Vừa rồi thì to quá. Rồi, chúng ta tạm thời đồng ý với cách scale này. Bước thứ hai, bạn quan sát trên mặt bằng, chúng ta thấy rằng phân bố cỏ chúng ta tương đối dày thì chúng ta thu đối tượng này lại, cái phần geometry. Các bạn tới phần distribution map, tức là chúng ta sẽ phân bố, chọn cái map để chúng ta phân bố sao cho hợp lý. Ở đây phần mềm này sẽ phân bố cây cỏ dựa trên cái map ảnh. Ở đây các bạn thấy full.bmv này, tức là chúng ta có diện tích bao nhiêu thì tất cả cỏ cây sẽ mọc đó bấy nhiêu, nói chung là mọc kín. Các bạn có thể thay đổi. Ở đây có vari scatter này, rất là mỏng. Rồi chúng ta có các cái định dạng khác. Còn đâu nếu như các bạn mà thích những định dạng mà nó ngẫu nhiên một chút mà nó có cây có cụm thì mình có thể chọn loại này. Các bạn có thể thử, các bạn thấy rằng ở đây có những cái cụm này. Đó. Còn nếu như các bạn muốn nhiều cụm hơn, tức là mật độ nhiều hơn, chúng ta có thể giảm phần unit này đi.
càng giảm thì khoảng cách giữa các đối tượng càng ngắn lại và mật độ càng tăng. Còn nếu các bạn tăng lên thì ngược lại sẽ thưa đi thôi. Này mình có thể cho 100 này. À, các bạn thấy không? Mật độ tương đối dày này. 150. Có những cụm này. Mình thấy 150 cũng tương đối được đấy. Bây giờ mình sẽ render lại góc này để coi. Xem nó có ngẫu nhiên hơn một chút không. Rồi, nhìn có vẻ dễ chịu hơn một chút rồi. Nó không có đồng đều như kiểu cũ. Vậy là dựa vào phần này chúng ta cũng có thể tăng giảm mật độ đối tượng và các bạn có thể chọn một kiểu nào đó sao cho hợp lý nhất. Và bây giờ tương tự, chúng ta cũng có thể tạo thêm các cái mảng cỏ khác ở bên này. Vừa rồi mình có pick vào phần gọi là phần rectangle, còn bây giờ mình sẽ vào phần surface để coi xem các đối tượng nó có nhận hay không. Chúng ta bấm vào vertex đây, pick vào tấm plane này, có thể pick luôn. Hỏi gì đó thì chúng ta cứ ok yes là xong rồi, nó vào đây này. Mình lại qua đây. Sau khi pick vào space thì mình qua modify và chúng ta vào phần general tiếp. Xin lỗi các bạn, không phải general mà geometry. Chúng ta vào library. Các bạn có thể chọn nhiều loại cỏ khác cũng được. Giả sử xa xa, gần gần thì mình chọn, có thể chọn những loại cỏ mà nó mình thấy nó có mảng này cũng được này. Hay là loại này đi. Import luôn. Ok. Rồi chắc chắn nó sẽ hiển thị cũng full thôi. Cũng full này. Mình muốn nó cũng như bên này cơ, cho nó ngẫu nhiên một chút. Và cũng có chiều cao tương đối một chút thì mình sử dụng global, mình cho 200. Đó. Rồi, thu nhỏ lại qua phần là distance map này. Mình không chọn full nữa, mình chọn này. Rồi, chúng ta density có thể cho 150 đây. Cho dễ chịu. Ở đây mình đang sử dụng hai mảng cỏ khác nhau để cho các bạn thấy sự khác biệt. Và đây mình pick vào phần rectangle dạng như đường SPline đó. Còn bên này mình pick space, tức là nhận cả bề mặt và nhận cả đường SPline. Mình render lại này. Xin lỗi các bạn, mình sẽ phải bỏ phần này đi để thấy cả hai bên luôn. Thực ra phần mềm này cũng rất 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 dễ dùng luôn, các bạn không cần có quá nhiều kinh nghiệm, chỉ cần làm theo video này chúng ta cũng có thể sử dụng được khá nhuần nhuyễn rồi. Các bạn thấy đẹp không? Khá ấn tượng, khá nhanh. Bây giờ mình có thể bố trí thêm một vài cây lớn đi cho nó dễ chịu. Mình về mặt bằng để thao tác nhanh, chúng ta sử dụng bộ lọc này. Mình update lại này. Đối tượng forest 1 của mình bên này 6,8k item. Đối tượng 2 này 4,7k. Bảng này mình thấy cũng khá hay, mình có thể ẩn đi. Ẩn tiếp này. Đó. Bây giờ mình qua phần khởi tạo. Mình sẽ chọn phần line, mình vẽ thêm một vài đối tượng để chúng ta bố trí vào. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7 này. Nói chung khá ngẫu nhiên thì càng tốt. Các bạn qua modify. Đường line thì chúng ta nhấn số 1 trên bàn phím. Hoặc là chọn selection thì bấm số 1 này. Các bạn chọn hết này. Chuột phải, smooth, cho mềm. Ok. Bây giờ chúng ta tiếp tục bấm vào forest, chọn cho chú này. Trước khi chọn thì các bạn thấy đường line này nó khá cao, mình coi xem nào. Nó cao hơn mặt bằng chúng ta một chút. Thì các bạn có thể di chuyển nó xuống cho nó bằng mặt thôi. Bằng phần này, đó. Mình bấm lại và chọn vào này. Ok. Nó đang hiện chữ F là ok rồi. Nhưng đây chưa hiển thị. Thì mình sẽ hiển thị lại cái đối tượng này, bởi vì mình vừa check xong rồi, nó không có bị vướng gì nữa. Mình qua bên này. Chúng ta tiếp tục vào library chọn thôi. Geometry này, library này.
Ở đây mình sẽ sử dụng free model. Dùng cây này đi cho nó ngầu. Ok, chuối có rồi này. Có cây màu này rồi. Và trong trường hợp này thì chúng ta có thể sử dụng cái phần scale này. Tức là nó có một vài đối tượng thôi, mình có thể sử dụng phần này thì hợp lý hơn là chúng ta sử dụng Google Scale. Đây mình cho 200 này. 200 này lớn quá, 150. Đó, rồi ok. Mình tạm tắt cái đối tượng này đi. Như render tiếp đi. Để xem có hợp lý hay không. Mình có thể chỉnh lại chiều cao sau. Cũng tương đối hợp lý đấy. Các bạn thấy phần mềm này dễ sử dụng không? Tương đối ổn. Nếu muốn chúng ta có thể tăng cao lên. Nhưng mà theo mình này cũng tương đối rồi. Bây giờ giả sử như mình muốn copy thì sao? Thì nếu copy thì mình khuyên các bạn là sẽ copy cái đường line bên dưới này rồi mình pick lại, hay hơn là chúng ta sẽ copy cả đối tượng này để tránh chúng ta sẽ gặp một vài lỗi nhỏ là bật. Mình nhận hết các đối tượng này đi. Đó, mình chọn đối tượng này. Về di chuyển, giữ chặt phím Shift kéo qua. Copy đã copy thôi. Mình sẽ bố trí vài cây góc ở đây. Mình có thể scale nhỏ lại chút xíu. Ok. Đang ẩn thì mình sẽ chọn đối tượng nó dễ hơn. Picture tape này. Ok này. Có rồi thì mình hiện lại. Đang ở đây. Mình cũng qua phần library chọn tiếp thôi. Chúng ta sử dụng toàn thư viện rất là nhanh. Còn có thể ở những bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng những cái cây mà mình sẽ thiết lập bên ngoài cho vào. Ở đây mình cũng mới có một cụm, mình có thể scale lớn lên. Các bạn có thể bố trí dạng full nhé, nếu mà full thì nó sẽ đầy. Ở đây đang density này, nếu mình để full này sẽ nhiều cả cụm lớn luôn. Có nghĩa là nó sẽ bố trí khít vừa ở đường biên line của chúng ta. Còn đây nếu như các bạn muốn có một vài đối tượng thôi, mình có thể chọn density này. Nó hiển thị có một à. Và mình lên phần trên này, chúng ta có thể scale dạng item như đối tượng này này, scale một đối tượng thôi, 200 này. Đó, mình có thể kéo đối tượng này sát góc này cho nó xử lý góc chết này đi. Đoạn kéo qua. Vậy chúng ta đã xử lý góc chết này. Còn nếu muốn chúng ta có thể copy qua phần này, làm một vài cụm cho đẹp. Mình có thể chọn cả đường line dưới này copy đi thì hay hơn. Một. Rồi, copy. Đấy, tiếp tục mình sẽ bố trí ba đối tượng. Vậy là mình thấy cũng tương đối ổn rồi. Chúng ta render để xem kết quả. Vậy là chỉ với một vài thao tác đơn giản thôi, chúng ta có thể bố trí một cảnh quan cũng có thể gọi là tương đối được. Để làm một công trình chúng ta bớt thô đi. Ở bên này thì chưa được sát lắm. Và nếu như đẹp hơn thì chúng ta có thể scale nó nhỏ xuống một chút xíu nữa. Để cho gần lớn xa nhỏ cho nó có cái gì đó xa gần cho đẹp hơn. Mình chỉ chọn nó thôi. Thay vì 200 thì mình cho khoảng 150 chẳng hạn. Chúng ta di chuyển vào đây chút. Xử lý mấy góc này. Bên này cũng 150. 130 thôi. Không cần quá lớn. Một trăm hai mươi vậy là ổn rồi. Đó, mình sẽ xem lại cái hình render xem cần bổ sung gì không. Đây có rồi, có thể là mình sẽ làm một cây nào đó ở góc này nhỏ nhỏ đi cho nó
đẹp hơn, chứ để thế này thì hơi cứng. Chúng ta bật bảng lên, ấn một vài đối tượng đi, mình sẽ copy đối tượng này qua đây mà mình pick. Ok, hiện lại hết đi cho nó đẹp. Sau khi xong thì mình cũng qua phần modify vào library, mình kiếm một cây nào đó nhìn trông cho nó đỡ nhàm chán. Cái này, cái này nó tự nhiên này, open lên. Vậy là chúng ta đã có cây. Mình chưa nhìn thấy hiển thị trong cái khung này. Mình có thể cần chọn chọn được. Để lưu thư này đi, cạnh cây này. Mình cũng áp dụng scale, tại vì một cây nên mình thích kiểu scale này hơn. Còn đương nhiên kiểu global thì cũng scale được. Này thì lớn quá, 150 thôi. Đó, tiếp theo chúng ta lại render lại một lần nữa để xem nó đã hợp lý hay chưa. Đương nhiên trong một mảng này chúng ta có thể bố trí nhiều tầng cỏ, lớp cỏ. Nhưng ở video đầu này thì mình chỉ hướng dẫn các bạn điều cơ bản nhất để chúng ta xử lý cái đối tượng này sao cho nhanh nhất thôi. Cũng tương đối đẹp đấy. Mình muốn di chuyển một chút bởi vì cảm giác như hình như hơi bị cắt. Đó, cỡ này hợp lý này. Các bạn thấy vừa rồi mình kéo đối tượng quá này, và khi rời chuột thì bị mất hình. Thì các bạn có thể chọn cái đường SPline này đẩy vào một chút thì sẽ hiển thị lại. Bởi vì khi đường SPline này đi quá xa thì chúng ta thấy rằng cây của chúng ta có theo, nhưng mà một vài vị trí là không đúng. Giả sử ở đây mình thấy là nó kéo ở đây thì nó sát cái cụm quá. Mình kéo ra chút nha. Có thể chỉnh một trong hai đối tượng, cái này mình kéo lại chút cũng được. Miễn sao giữa đường SPline và cái đối tượng forest chúng ta không quá cách xa. Chúng ta render lại. Mà mình thấy là khung cảnh chúng ta cũng tương đối ổn rồi. Thì qua video này mình muốn truyền đạt các bạn cách chúng ta xử lý nhanh nhất với đối tượng forest patch. Các bạn có thể sử dụng thư viện, nói chung là khá tuyệt vời. Các bạn thấy là cũng tương đối tự nhiên rồi, không cần quá nhiều các chi tiết cầu kỳ. Còn cuối cùng thì các bạn thấy rằng ở đây chúng ta kích cỡ 1000, mình có thể tăng lên khoảng 3000 chẳng hạn. Chúng ta render lấy một cái ảnh cuối cùng. Enter này. Đó, giờ chỉ cần bấm render và chúng ta sẽ lấy hình. Mình sẽ zip file này lại và gửi cho các bạn kèm với hình ảnh chúng ta render. Này chắc mất tầm khoảng, mình nghĩ là khoảng phút hơn thì đó là cũng xong rồi. Cái kiểu ảnh 3000 1689. Ở đây mình cố tình quay thời gian thực cho các bạn thấy là nó cũng khá nhẹ chứ không có nặng gì. Đây, chi tiết hiển thị cây cối cũng rất tốt. Nếu các bạn muốn nó đẹp hơn thì cái map này chúng ta có thể ốp map đất cũng được. Đó cũng là một cách. Nhưng mà đừng sáng quá. Và những tiểu tiết này thì mình nghĩ là cũng không có thành vấn đề gì. Nó cũng là chuyện nhỏ thôi. Người ta không chú ý nhiều đến vấn đề này. Mình chú ý tổng quan hơn. Rồi cái cỡ ảnh thế này, những phần bung các thứ là lấy chi tiết tốt. Cây cối, ánh sáng các thứ đều rất tuyệt. Rồi, gần xong rồi. Vậy là qua video này, mình nghĩ rằng các bạn cũng đã làm chủ phần nào được phần put in forest patch và làm cho mình những hình ảnh về ngoại cảnh cũng như cây cối tốt nhất trong khả năng mà video này truyền đạt tới cho các bạn.
Còn ở những bài sau thì chúng ta sẽ có những video nâng cao hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À, các bạn thấy nó tương đối đẹp phải không?